Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Tin Mới. Thưa quý vị, thiên tai, bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi và kéo theo những hậu quả nặng nề. Ngay lúc này, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh mới nhất cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của đợt mưa lũ lần này tại Trung Quốc. Mưa xối xả ở Trung Quốc, 25 người tử vong, Phượng Hoàng cổ trấn chìm trong lũ, 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất, đài CNN trích dẫn báo cáo của các quan chức Trung Quốc vào hôm vừa qua cho hay, mưa xoáy như tuần này ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người đã thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Địa danh nổi tiếng Phượng Hoàng cổ trấn của tỉnh Hồ Nam cũng chìm trong lũ quét, hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết trong tuyên bố đưa ra vừa qua, mưa lớn đã khiến mực nước sông và hồ dâng cao đáng kể. Tất cả các cấp trên toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn ảnh hưởng gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam và một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử. Hãng thông tấn này dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền các địa phương miền Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây đã tăng cường các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, ban hành cảnh báo đỏ để ứng phó với đợt mưa lũ lần này. Ở nhiều địa phương bị ngập nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiếp cận từng khu dân cư để sơ tán người dân. Nhiều ngôi nhà bị ngập nửa thân người, gia đình bị mắc kẹt trên tầng 2. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mưa lũ năm nay bắt đầu từ tháng này. Sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp, đông dân cư, dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo, thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía Đông Châu Á, bao gồm cả miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn, số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác ở Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm ngoái. Quả thực năm ngoái, Trung Quốc đã phải trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không hề để ý đến năm cảnh báo đó liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Hơn 88.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm gia súc bị chết và hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trước mùa mưa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam và các khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông có lượng mưa lên tới 150 mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60 mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu, gồm 4 cấp với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.
Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến lũ trên 25 con sông vượt mức báo động. Trước đó, ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ tuần trước, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu lưu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm và đến 200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liễu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Liễu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang vẫn sẽ có mưa trong tuần tới. Mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Được biết, kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã trải qua 8 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sùng Tả, ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây giáp với Việt Nam, sáng và trưa ngày hôm qua vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Có thể thấy trận lũ lụt đang diễn ra là kết quả của những đợt mưa liên tiếp diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực phía Nam Trung Quốc. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc vào mùa hè. Các khu vực này thường xuyên có mưa lớn. Có thể thấy là mặc dù đã được dự báo trước, trận mưa lũ này cũng gây ra hậu quả nặng nề cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Vào lúc 6 giờ ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, Chiết Giang đạt 108,37mm và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cổng để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800m³/giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08m. Đáng chú ý, khi các cổng xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa, mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Wow! Toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến cổng thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kinh, Trung Quốc thường chắc cẩn những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở hồ Thiên Đảo, nơi xây dựng đập thủy điện An Tân Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh hồ Thiên Đảo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Một số hình ảnh được cho là người dân Chiết Giang thu hoạch cá mè hoa do đập thủy điện Tân An Giang xả lũ. Thưa quý vị khán giả, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Massimo, huyện Mao để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay, theo AFP. Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi sụp xuống, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2km chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở. Hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạ và khu tự trị dân tộc Khương Tứ Xuyên bị đổ sập lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng 1 trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Quý vị thân mến, một trận lở đất khác ở Trung Quốc đã làm 22 tòa nhà ở khu công nghiệp sụp đổ. 22 tòa nhà đã sụp đổ trong một vụ lở đất tại khu công nghiệp phía Nam Thâm Quyến, Trung Quốc. Khoảng 900 người đã được sơ tán, 4 đứa trẻ đã được cứu lên từ đống đổ nát mà không bị thương tích. Hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.